đây có màu trắng ha, mẫu này có màu vàng và màu trắng nữa. Các bạn đừng nghĩ là sơ mi trắng trơn nhìn nó sẽ đơn giản và nhìn nó hiền thục, còn những mẫu mà nền như vậy mà chữ to như vậy là nhìn nó quậy, không có đâu, là do mình phối với đồ gì thôi. Như lúc nãy mình mặc cái áo sơ mi vàng phối vuông rách cột lên thì mình đi theo phong cách bụi bụi, còn khi mà các bạn phối với những chiếc chân váy như vậy là mình mặc đi học đi làm cũng ok ha. Quần này là quần giả váy nha, giả váy xẻ đùi, mẫu này bên shop có bán nha. Quần giả váy bên shop mình là đủ loại đủ dạng luôn, không có xẻ cũng có nha. Bạn nào thích sexy nhẹ thì nên chọn màu xẻ nè. Đó, mình đóng thùng mặc đi công sở đi làm cũng ok nha. Trắng đen thì mặc không bao giờ sợ bị lỗi mốt được. Mình thích nhất là mẫu áo sơ mi này nè, nó chống nhăn ha, đóng thùng xả phơm ra, phơm áo nó cũng không sợ bị nhăn nha. Chiếc vải vôn mặc mát mà không sợ bị nhăn nữa nha. Free size dành cho mấy bạn từ 60-65kg đổ lại là mặc vừa ha. 70kg mình nghĩ chắc cũng có thể vừa đó, tùy cái vòng thông. Tại vì do cánh dê nó may ở đây nó rộng rãi thoải mái và phần này nó sẽ hơi nhỏ hơn so với vòng 1 nha. Cho nên các bạn chú ý mua hàng chú ý xem số đo ha.